em ghi lỗ sau khi lập biên bản, lập biên bản xong thì đã xuất trình được giấy phép lái xe và đăng ký xe. Em nhà đâu đấy? Em ở Bình Lục anh ạ. Là các trong hội Winner không? Câu lạc bộ hả? Không. Em trong đội ấy thôi. Ở ngoài Bắc Hồ. Không, câu lạc bộ Winner, câu lạc bộ chứ không phải làm gì đâu mà. Không phải là hư đâu. Vâng, nhưng mà em trong câu lạc bộ xe Winner. Em không phải. Là giá thêm à? Dạ, giá này. Tại chơi biết gì vậy? Chơi giá nó bao nhiêu anh? Dạ. Anh được tỉnh công tác không nhỉ? Hả? Anh được tỉnh công tác không nhỉ? Đã được 3 năm rồi. Sao anh biết anh? Hả? Sao anh biết anh? Mới điện cho anh mày đi. Ừ. Hả? Mới điện cho anh mày đi, anh nói thế thôi mà chị hiểu đúng không? Máy đâu? Kệ là việc. Đó kê. Số bài 085. Anh số anh. Không.
ơi. Ơ chưa đăng ký đây, ký ký xong đi em ơi. Ký xong rồi anh còn bàn giao lại cái đây kìa. Ký xong đàng hoàng đi, cái gì đâu mà đi. Cái gì em? Tao đi.